Hello, chào tất cả các bác. Hôm nay thì là bên hẻm Xiaomi sẽ quay lại cho các bác về một chiếc Java Zero 6, con phiên bản mà 7 màu hay còn gọi là đổi màu. Đó, thì trước này nó khan hiếm hàng cách đây khoảng 2 tháng. Thì đến bây giờ cái màu này các bác nhé, không phải trước này, cái màu này nó mới về thêm. Thì bình thường là như những anh em nào mà lỡ hẹn với cái màu này thì là bây giờ có thể để lấy được rồi các bác nhá. Đây các bác này, màu nó này. Đó, trong cái khoảng thời gian vừa rồi em bán ấy thì nhiều anh em không đợi được nên là phải lấy màu đen, màu đỏ hay màu nhũ. Đó, còn những anh em nào vẫn kiên trì đợi. Đây thì các bác nhá, bây giờ là thành quả về rồi đây. Đó. Con này thì là có đoạn thì các bác nhìn nó sẽ là màu xanh, đây màu xanh. Các bạn thì có đoạn thì các bác nhìn nó lại thành màu tím. Đấy, em quay này các bác sẽ thấy nó màu tím đúng không? Quay sang đây lại thành màu xanh này các bác này. Đó, khá hay ở cái màu này. Và cái màu này thì thường thì các xe ấy, thì là cứ màu này nó sẽ đắt hơn. Hoặc là khi mà các bác đi sơn xe lại thì là cứ cái màu này thì là nó sẽ đắt hơn những cái màu khác. Màu này rất là đẹp. Đó, các bác nhìn chưa? Em cũng sẽ bóc luôn cho các bác xem. Đó, đây. Đó. Đó, các nhìn cái lớp sơn đó này. Lớp sơn này rất là đẹp. Trong khoảng hơn một năm rồi ở đây thì cái màu này thì là một số hãng xe người ta làm khá là nhiều. Tại vì là khi mà làm cái màu này thì cái lượng doanh số bán hàng ra nó cũng khá là nhiều hơn so với những màu bình thường. Và người tiêu dùng đón nhận cũng nhiều. Đó. Thì chiếc này là chiếc Java Zero 6 bản 2023. Con này thì là sườn nhôm, không có mối hàn. Khung thì có chứng chỉ của UCI các bác nhé. Đó. UCI thì là các bác nào lần đầu xem video hoặc là lần đầu tìm hiểu xe UCI nghĩa là gì? Nó là cái tem của Liên đoàn Xe đạp Thế giới công nhận về khi mà các cái khung này đủ tiêu chuẩn của cái Liên đoàn Xe đạp Thế giới đề ra thì các bác sẽ nộp hồ sơ lên để xin được cấp một cái tem kiểm định này. Đó, khi mà các bác cứ mua đồ nào mà có UCI đồ xe đạp ấy thì là không phải lo gì về chất lượng. Đó, nếu mà chuẩn chỉ của nó thì đây cái hạng này là carbon các bác nhá. Thì nó sẽ có ghi ở trên đây luôn này. Đấy, carbon T800. Đấy, các bạn nhìn chưa? Carbon T800. Lạng này là carbon. Khi cái dòng mà khung của UCI ấy, các bác sẽ thấy là cái độ làm của nó rất đạt đến cái độ tỉ mỉ rất là cao. Đấy, ví dụ như các khớp này, các bạn nhìn chưa? Cái khớp giữa cái lạng và cái sườn này. Đây, một cái khớp này các bạn này. Đấy. Tưởng chừng là nó là một cái khe rất là nhỏ, nhưng mà các bạn nhìn này. Đấy, khi mà các di chuyển này. Đấy, nó không có bị va bất cứ đâu cả, rất là mịn mà khi nó quay nó vẫn khít thì khịt. Đó, cái điều hay của những cái dòng khung UCI nó là như vậy, nó làm rất là tiêu chuẩn, nó không làm như các cái dòng một số khung khác nếu mà không có tem. Con này thì nó chỉ có một size duy nhất thôi, đó là size S, rơi vào tầm size 48. Đây trên khung đây nó đầy đủ ghi hết các cái công nghệ trên khung làm như nào thì nó cũng ghi hết ở trên đây. Đó, trên đây nó có chữ S6, viết tắt của Sirozo 6. Đấy. Chữ Java thì nó cũng ghi ở đây. Đó. Những bản 2023 thì chữ Java nó sẽ nhỏ này. Còn những bản cũ thì chữ Java nó sẽ ghi ở cái chỗ dòng dưới này to đùng ở đây. Nhưng tất cả bản 2023 nó sẽ ghi nhỏ một cái ở đây thôi. Nó không ấy, không ghi logo quá to. Cái điều thứ hai, cái đặc điểm đặc biệt của những cái trước này đó chính là cái ghi đông nhôm liền nguyên khối. Các bác nhìn từ xa các bác sẽ tưởng carbon nhưng không, các bác nó là nhôm nhá. Đâm ra nó giúp cho cái tay lái của mình rất là khỏe là cái thứ nhất, cái hai là về cái độ thẩm mỹ rất là cao, rất là đẹp. Về bộ chuyển động thì cũng đáng để nói là Tigra 4700, gạt đĩa cũng vậy, và tay lắc cũng là Tigra 4700. Trong phân khúc giá thành như vậy mà cấu hình chất hiệu đồ như vậy thì là cũng khá là ok đó bác. Cặp vành nhôm của Deka thì Deka nó làm các linh kiện thì các bác biết là nó làm rất là chuẩn rồi, mình không cần phải nói nhiều. Deka này là nó là một bên liên kết cùng với Java để sản xuất ra linh kiện đấy các bác nhá. Deka này đó, đủ đĩa trục rỗng BBF, con này BB vặn hai tầng. Đó, thì là cái đĩa em sẽ nhìn luôn thông số của đĩa cho các bác xem để các bác đây lớn nhất này, đĩa lớn nhất là 50T và nhỏ nhất là 34T. đây trên đồ nó sẽ ghi hết ở đây các bác. Điều tiếp theo để nói về chiếc này đó chính là nó sử dụng cụm phanh dầu. Hôm trước thì em có đăng lên kênh TikTok thì là nhiều các bác bảo là phanh dầu sẽ còn có dây.
thì nó sẽ có hai kiểu các bác nhé. Một là phanh phun dầu, tức là từ tay lắp đi xuống đến đây là nó sẽ chạy dây dầu như là phanh dòng MT bình thường ấy, nó chạy tạm đấy luôn. Còn kiểu thứ hai là củ này sẽ là củ dầu, nó dùng lực ép dầu, củ này là củ dầu và nó vẫn dùng dây cáp, nhưng mà cái độ kéo của dây cáp ấy nó sẽ nhẹ nhàng hơn cái độ kéo ngày xưa kéo cơ đấy. Tức là cái củ bít tông nó đẩy vào này, trong đây nó là dầu mà nó đẩy vào đấy, thì nó có hai kiểu như vậy đấy. Thì hôm trước thì các bác có đặt câu hỏi thì là em cũng đã giải thích rồi đấy, thì hôm nay thì tiện video em cũng nói lại luôn đấy. Rồi thì các bác nào mà có nhu cầu mà đang tìm hiểu về xe hoặc là đang đợi chờ cái màu này thì đây các bác nhé, đây là thời điểm để các bác có thể liên hệ ngay với hãng xe đây rồi.